iPhone thế hệ đầu tiên được niêm phong tại nhà máy được bán với giá hơn 63.000 đô la khi đấu giá. iPhone có xu hướng giữ giá tốt hơn so với hầu hết các điện thoại khác nhưng ví dụ mới nhất này là một trong những cuốn sách lịch sử. Một chiếc iPhone Apple thế hệ đầu tiên được niêm phong từ năm 2007 đã được bán với giá 63.356 đô la Mỹ trong một cuộc đấu giá vào cuối tuần qua. Thiết bị đề cập là một chiếc iPhone 8GB của Apple và có MSRP là 599 đô la vào tháng 6 năm 2007. Cuộc đấu giá diễn ra từ ngày 2 tháng 2 với giá khởi điểm là 2.500 đô la và đã vượt qua mốc 60.000 đô la vào cuối tuần này. Chiếc điện thoại này cũng có một câu chuyện thú vị, chủ nhân của nó là Karen Green đã nhận nó như một món quà từ bạn bè của cô hơn 15 năm trước chủ sở hữu khi đó là một khách hàng của verizon được cất vào kệ và bị lãng quên trong hơn một thập kỷ